Đây là trâu đẻ hôm mình quay này. Đấy. Con nó nằm dưới. Thấy nằm rất là đẹp. Nhìn khác hẳn nhỉ. Đó, đẹp chưa? Mấy video trước mình quay hôm con đẻ đấy, chính là con này mọc răng này. Với một người nông dân thì đẻ được một con trâu thì nó là một tài sản rất là quý. Con trâu đầu cơ nghiệp của người nông dân. Nếu như mọi người muốn xem video hôm đẻ thì xem ở những video trước của mình quay rồi nhé. Vào trong trang cá nhân của kênh để xem các video động vật của mình. Rất đẹp, rất là tuyệt vời. Hôm nay là được 10 ngày tuổi rồi. 10 ngày rồi. Trông bé rất là đẹp. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Và mọi người mới xem nhớ cho mình xin 4 đăng ký kênh ủng hộ để mình có động lực làm ra những video động vật mình ta thú vị hơn. Và mình còn nhiều video nữa, và trong tương lai cũng còn nhiều nữa. Rất mong mọi người đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin chào và tạm biệt, và hẹn mọi người ở những video sau nha.